Theo bạn thì cuộc hành hương nào lớn nhất trên thế giới? A. Cuộc hành hương ABN của dòng Hồi giáo Shia đến thành phố Karbala của Iraq. B. Cuộc hành hương Hajj của người Hồi giáo đến thành phố Mecca của Ả Rập Saudi. Hay C. Cuộc hành hương Qom đến sông Hằng ở Ấn Độ. Câu trả lời là C. Cuộc hành hương của người Hindu giáo đến tắm trên dòng sông Hằng là sự kiện tôn giáo lớn nhất thế giới, được tổ chức 12 năm một lần. Trong phần này, hãy cùng Ca trở về Ấn Độ, hòa mình vào dòng người của hàng trăm triệu tín đồ Ấn giáo để gặp nhiều điều thú vị và kỳ bí. Qua đó, bạn sẽ hiểu thêm về một tín ngưỡng và sự kiện tôn giáo độc đáo này. Cũng như mình thì tất cả mọi người ở đây đang chờ tàu. Họ ngủ ở tại cái ga tàu luôn để đợi chuyến tàu đi đến thành phố Allahabad trong cuộc hành hương lớn nhất thế kỷ. Và bây giờ thì tàu cũng sắp tới rồi nè các bạn. Và nói là rất là bất đắc dĩ thì mới chọn cách di chuyển đó là đi bằng tàu lửa ở Ấn Độ, vì phương tiện này đã rất cũ kỹ cũng như là rất là phức tạp để có được một cái tấm vé cho người nước ngoài. Như các bạn thấy thì ở trên thân của tàu lửa người ta còn dán những cái tờ và affix quảng cáo về cái sự kiện đó là cuộc hành hương Karbala. Đây là lần đầu tiên mình đi thử cái xe lửa của Ấn Độ các bạn. Nó thiệt là quá trời kinh khủng luôn trời. Ở ngoài ha, nó hôi muốn banh lỗ mũi luôn. Mà hơn đó là mình đặt cái toa tách biệt với quần chúng. Nên ở đây thì có cửa khóa nè, có giường ngủ. Còn mấy cái toa tàu kia hả, mình thấy đông chặt kín người luôn. Bây giờ chắc là đi ngủ thôi. Okay. I can lock the door. Lock. Yeah, okay. Thank you. Ngủ thật là ngon. Đến khi mở mắt thì trời cũng đã sáng. Bên ngoài chuyến tàu là cả một cái đồng ruộng xanh mát của một vùng quê nghèo Ấn Độ. Những cánh đồng hoa cải nhuộm vàng những thổ ruộng xanh. Gần đến thành phố Allahabad, sông Hằng hiện ra đầy ấn tượng với những cây cầu bắc ngang. Và đây chính là lý do vì sao hàng trăm triệu tín đồ đến đây và ngay cả một người quốc tịch nước ngoài như mình cũng bị cuốn hút bởi một sự kiện tâm linh 12 năm mới có một lần như thế này. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với thành phố Allahabad. Cuối cùng thì mình cũng đã đến nơi rồi các bạn. Bây giờ thì nhiệm vụ đầu tiên sẽ là đi tìm cái khách sạn mà mình đã đặt trước đó. Đó không phải là khách sạn mà chỉ là một cái ngôi trại thôi các bạn. Thì cái ngôi trại này người ta sẽ dựng ở bên cái dòng sông Hằng để cho những người hành hương có nơi để lưu trú. Và đối với những người khách nước ngoài như mình thì đặt rất là đắt. Thì bây giờ chúng ta hãy xem là cái ngôi trại đó nó như thế nào nha. Ôi, mình đang lạc giữa một thế giới gì vậy? Các bạn có biết là vì sao mình lại có thể đi dễ dàng như vậy không? Bởi vì mình đã lấy một cái tấm khăn và che kín hết mặt mày nên mọi người không nhận ra mình là người nước ngoài. Nếu không thì họ sẽ chú ý mình rất nhiều. Bây giờ thì mình sẽ đi một chiếc túc túc nhé. Thành phố Allahabad chào đón mình với một buổi trưa trời không nắng gắt, một nhịp sống tấp nập của một thành phố đang vào mùa lễ hội. Ấn tượng đầu tiên thì có thể nói chính phủ đã ra quân dọn dẹp phố phường để chào đón du khách rất là sạch sẽ. Những mảnh tường thì được sơn lại với những hình vẽ mang màu sắc tôn giáo.
Allahabad là một thành phố ở bang phía Bắc, Ấn Độ, thuộc bang Uttar Pradesh, một bang được xem là nơi nguy hiểm nhất Ấn Độ vì có tỷ lệ tội phạm cao nhất nước. Trong đó thì bạo lực, hiếp dâm là những tội được ghi nhận nhiều nhất. Trước đó thì có người còn bảo mình nên cẩn thận với việc sở hữu súng ở đây. Nỗi lo tạm gác đi khi mình đi sâu vào trong thành phố với tiếng ồn ào của xe cộ, tiếng còi inh ỏi của các phương tiện, hay là tiếng cười nói lớn tiếng của những đoàn hành hương. Một sự đa dạng và hỗn hợp ngay trên đường phố, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những điều kỳ lạ và cuốn hút ở thành phố này. Sector? Yamuna Bridge. Go to the bridge. Come here. Thằng quỷ xe thồ bữa nay thấy ghét thiệt chứ. Mấy bạn cẩn thận với mấy thằng xe hồ đó, nó nói rất là ok, biết đúng địa điểm. À dạ, cuối cùng chở mình tới chỗ tàu lao không à. Rồi giờ phải đi bộ nè. Mà tại vì bây giờ đang là lễ hội các bạn nên đường cũng bị chặn rất là nhiều. Đường xá bị chặn nên tất cả mọi người đều phải đi bộ hết. Mà lúc đầu nó đòi mình 300 ruby. Nhưng mà nó chở mình tới chỗ tàu lao nên mình chỉ trả nó 200 ruby thôi. Bây giờ mình đang tìm cái trại của mình. Đây các bạn thấy là có rất là nhiều trại như thế này. Thì người ta sẽ dựng lên cho những người đi hành hương. Mình thì không phải đi hành hương, mình chỉ đi du lịch thôi. Vì mình thì cũng không phải là đạo Hindu nữa. Đến đoạn mình đi thì lại rơi vào một cái đường cùng, đó là gặp một cái dòng sông Yamuna. Và một cách duy nhất để đi qua sông đó chính là sẽ phải đi những chiếc thuyền như thế này của người dân. Và giá vé đó là 100 ruby, là khoảng 35.000 để có thể đi qua bờ sông bên kia. Thấy ở đâu có người là có chim hải âu rồi các bạn. Đi tàu đi dạo sông Hằng, đây là sông Hằng nè, rồi thả đồ ăn cho mấy con hải âu ăn, bởi vì nó bu quá trời. Bây giờ thì mình muốn vượt qua bên cái sông Hằng, bên kia là cái trại mà mình đã đặt ở bên đấy. Sau một tiếng rưỡi vật vã tìm kiếm ở trong biển người thì bây giờ mình đã tìm được khu trại của mình rồi nè các bạn. Có tên là Vedic Tent City. Ở đây giá rất là cao. Một đêm á, mình ở đây 3 đêm và một đêm á là 1 triệu. Và tổng cộng số tiền mình trả đó là 3 triệu đó các bạn. Vì ở đây nè họ phải ở bên bờ sông Hằng thì phải họ sẽ lắp những cái trại như thế này để cho khách hành hương và khách du lịch đến đây. Ở trong đấy thì có điện nước và đầy đủ tiện nghi luôn, có thể ăn ngủ ở trong đấy. Bởi vậy thì mình sẽ vào trong để xem là nó có đáng đồng tiền không. Mình đi đường mệt gần chết nhưng mà cuối cùng vẫn phải gặp một vấn đề, đó là mình đã đặt sai nhầm chỗ và cái khách sạn này không phải là nơi mình đã đặt và họ không cho mình nhận phòng. Sau đó thì chuyển mình qua một cái địa điểm là một cái trại khác. Sir, this is the main thing you have booked. Two places already you are in Vedic city and also for here. Would you like to prefer that? Where do you want to go? Just over there and here. But I paid just one. But in how many much you paid? In that money you have a this divided for two parts and already booked there and here also. I don't think so. But I paid just one. Would you like? How can I stay two places? Yeah. No. Just going back, sir. I'm going back there.
If you do not like there, you will come here. Okay, no problem. Okay. But they not allow me to check in there. Why not? You check. Just come. You go and check in. Just come. Cuối cùng thì mình mới nhận ra là nhầm lẫn là do mình. Do là lúc đầu thì mình gửi yêu cầu đến quá nhiều cái khách sạn và cuối cùng thì thực hiện thanh toán ở một cái nơi khác chứ không phải là Venice City, chính cái nơi mà mình muốn ở nhất vì họ trông rất là chuyên nghiệp. Cuối cùng thì mình cũng đành phải ở đây thôi. So you are walking. Okay. How can I think just it is a big mistake? I think so. You are from China? No, Vietnam. Vietnam? Yeah. Oh. Mình bị nhầm lẫn rồi các bạn. Cái trạm mới nãy không phải là cái trại mà mình đã đặt online, mà lúc mà mình đặt á, thì do là mình gửi quá nhiều cái yêu cầu đến nhiều cái khách sạn, cái chỗ lưu trú khác nhau, nên khi họ gửi lại thì mình bị nhầm và cuối cùng thì mình trả tiền ở cái chỗ như thế này. Đây các bạn có thể thấy là đây là chỗ mình ở qua đêm, có 10 người ở chung một phòng. Bây giờ thì mình là người đến đầu tiên. Nói chung là cũng tạm ổn, có điện, có phòng tắm ở bên trong. Tạm sống qua ngày ở cái chỗ đông nhất thế giới như thế này. Trời ơi, không ngờ một ngày mình lại ở trong một cái khu nhà tạm bợ như thế này. Cái này không phải liều nữa các bạn, mà giống như mấy cái nhà trọ ở Việt Nam mình đó. Thì họ dựng tạm lên để cho khách hành hương họ thuê. Có nhiều dạng phòng lắm, phòng của mình tới 10 người ở. Một số phòng khác thì chỉ có vài người thôi, hoặc là phòng gia đình thì chỉ có 4 người thôi. Nhưng mà ở đây thì họ sẽ cho ăn chay miễn phí. Tới nỗi mà nước nóng cũng không có nữa trời. Một thùng mình mua là 100 ruby, là khoảng 35.000. Đây là chỗ cái trại của mình rồi các bạn. Braza Divide. Thấy bò chưa? Còn đây, cái bên trại của mình ở. Là một cái dòng nước thú hình như thế này, nước đen ngòm. Nhưng mà cũng có nhiều khách du lịch họ đặt ở đây chứ hả? Bây giờ mình sẽ đi xuống sông Hằng để xem rất là nhiều hoạt động bên dưới. Nguồn gốc cái tên Khum Mela là một truyền thuyết. Trong tiếng Hindi thì Khum có nghĩa là bình, còn Mela có nghĩa là tập hợp hay là một cái lễ hội. Sự kiện Khum Mela 2019 được nâng thành cấp quốc tế khi mà chính phủ hướng đến du lịch tâm linh cho các quốc gia khác trên thế giới về đây hội tụ. Lễ hội được tổ chức trong vòng 3 tháng trời. Trong những tháng đấy thì sẽ có những ngày là tắm chính dựa theo quỹ đạo của vũ trụ và theo lịch của người Ấn giáo. Khum Mela không chỉ là lễ hội tôn giáo lớn nhất thế giới, cuộc hành hương lớn nhất thế kỷ, mà còn là sự kiện mà có lượng người tập trung đông đúc nhưng lại bình an nhất. Nơi này linh thiêng vì là ngã ba của dòng sông Hằng, sông Yamuna và sông Sarawati huyền thoại, gọi là Sangam, đặc biệt thiêng liêng mà đối với người Hindu giáo, tin rằng tắm ở đó vào mùa lễ hội sẽ giúp họ thanh tẩy được tội lỗi và mang lại sự cứu rỗi. Người Ấn đến đây thì để được tắm ở trong dòng sông Hằng trong dịp đại lễ. Còn đối với những du khách nước ngoài như mình thì đây là dịp để bắt gặp rất nhiều những sự kiện tâm linh huyền bí và đặc biệt. Các bạn thấy bây giờ mình đang hòa chung cái dòng người đi hành hương này các bạn. Thì chính phủ họ làm những cái cầu phao như thế này rất là dài, bắt qua những cái dòng sông Hằng để mọi người đi tắm ở trên dòng sông Hằng. Thì cách đây 12 năm thì lễ hội Khum Mela đã được tổ chức ở đây. Và sau 12 năm thì nó vẫn vậy. Và chính phủ ước tính là có tới 120 lượt triệu người đến cái thành phố Allahabad này, ngã ba dòng sông rất là linh thiêng, để tắm trên dòng sông Hằng. Và cứ 12 năm như vậy thì người ta sẽ đến đây để trầm mình vào dòng sông. Thật sự thì mình thấy dòng sông rất là sạch nè, nước trong xanh mơn mởn luôn. Và thậm chí còn có những cái bãi bồi giống như cồn ở miền Tây á, những cái cồn cát sông to kinh khủng các bạn. Và mình thấy những cái người đi hành hương như thế này đi rất là cực. Họ đến từ rất là nhiều những cái vùng đất xa xôi của Ấn Độ họ đến đây. Và thậm chí là họ phải ngủ ở bến tàu xe để đợi. Và khi đến đây rồi thì để tắm với dòng sông Hằng lại cực khổ nữa. Tại vì họ chỉ quy định là những cái nơi nào được tắm thôi. Và có những nơi rất là linh thiêng mà họ tin rằng trầm mình xuống đó thì có thể thanh tẩy được tất cả mọi tội lỗi.
lột trần được những cái bụi trần, cũng như là những người nào mà không có con thì nếu được tắm trong dòng sông Hoàng cũng có thể mang cho người một đứa trẻ. Mình thấy cái ý nghĩa của cái sự kiện này cũng rất là hay. Khi mà tất cả những người Ấn Độ không phân biệt giàu nghèo, giới tính, không phân biệt tôn giáo hay là bất kỳ giai cấp nào, họ đều cầm mình ở chung một cái dòng sông như vậy. Đó thực sự là một mạch máu rất là hay và ý nghĩa trong cái tín ngưỡng của đạo Hindu giáo. Đây nè các bạn thấy rất là đông người luôn, một cái hàng dài. Nãy giờ mình đi cũng không có thấy mệt, tại vì ở đây nhiệt độ rất là mát các bạn. Thậm chí là nước dòng sông rất là lạnh. Và thực sự mình thấy nỗ lực của chính phủ khi mà đã dọn dẹp dòng sông Hằng rất là sạch sẽ như thế này, cũng như là mỗi người đều có ý thức tránh sử dụng những cái chất thải ni lông và nhựa mà họ sử dụng giấy là chủ yếu các bạn. Đây là hai đứa được tan được tan từ điểm mới đâu có phun dầu cho nên gần ra mắt cái cây stick lên đan nồi. Hi, chào các bạn. Bây giờ thì mình đang có mặt tại ngã ba của dòng sông, đó là sông Yamuna và sông Hằng. Đây là lễ hội Khmer La, là một trong những lễ hội lớn nhất hành tinh và là lễ hội tôn giáo lớn nhất trên thế giới. Vì sao mà mọi người lại tập trung đông ở đây như vậy? Tất cả những người ở đây đều là đạo Hindu hết các bạn. Và lễ hội Khmer La thì theo truyền thuyết trong kinh Vệ Đà thì cách đây mấy trăm ngàn năm gì đấy thì ở trên trời xảy ra một cái trận chiến giữa các vị thần và những cái ác ma. Thì trong trận chiến đấy kéo dài suốt 12 ngày đêm ở trên trời, tức là dưới trần gian mình là 12 năm. Chính vì vậy mà cái lễ hội Khmer La này thì cứ 12 năm thì họ sẽ tổ chức một lần. Và trong cái trận chiến đấy giữa các vị thần và các ác ma thì đã làm rơi 4 giọt nước trường sinh xuống trần gian. Và bốn cái địa điểm đấy thì đều nằm ở Ấn Độ. Thứ nhất đó là Haridwar, thứ hai đó là Hyderabad, thứ ba đó là Ujjain và một thành phố khác đó là Aushik. Chính vì vậy mà cứ 12 năm một lần thì người ta sẽ tổ chức cái lễ hội này, và luân phiên cứ 3 năm lại tổ chức ở một địa điểm đó ở Ấn Độ. Và hiện nay thì mình đã có mặt tại Hyderabad. Với người Hindu thì người ta tin rằng khi mà tắm ở dòng sông Hằng, đặc biệt là vào cái lễ hội đặc biệt như thế này 12 năm tổ chức một lần tại Hyderabad, thì người ta tin rằng có thể rửa sạch được mọi tội lỗi, cũng như là có thể giúp cho họ sống được bình an và có thể chuyển kiếp luân hồi, thoát khỏi những cái vòng luân hồi lẩn quẩn của cuộc sống. Cái sự kiện này rất là lớn các bạn, và trong sự kiện này thì có thể nói là có hàng triệu người đến đây để được tắm ở trong dòng sông Hằng. Có lẽ mình là người Phật tử duy nhất ở cái khu vực này, quá vì xung quanh mình thì rất là nhiều người theo đạo Hindu giáo. Các bạn thấy ở đây bãi bồi của sông Hằng rất là rộng nè các bạn. Thấy cát phù sa không? Từ ở dòng sông mà đi lên ở bên trên bờ chắc khoảng nửa cây số, 500 mét đó các bạn. Mà thực sự thì mình thấy ở đây rất là sạch nha, chứ không phải là như mình tưởng tượng đâu. Cái bãi bồi nè, một cái bãi cát. Nói chung là chính phủ họ tổ chức rất là chuyên nghiệp, họ quản lý cái dòng người và đám đông rất là hay. Thử tưởng tượng mà Sài Gòn tổ chức cái buổi tắm sông tập thể trong Sài Gòn chắc không làm được như họ đâu, bởi vì họ đã có kinh nghiệm rất là lâu năm rồi, hàng trăm năm để tổ chức những cái lễ hội tắm trong sông Hằng như thế này. Thấy nước sông sạch chưa? Đây nè các bạn, có thể thấy là có cả hàng triệu người ở đây nè các bạn. Họ đứng ở bên những cái bờ sông rất là đông. Và nơi đây là nơi giao nguồn của hai con sông lớn, đó là Yamuna và sông Hằng.
thì bạn sẽ có thể dễ dàng thấy là hai màu nước rất là khác nhau. Màu nước của sông Yamuna thì có màu xanh trong rất là đẹp, còn màu nước của sông Hằng thì có màu nâu đục. Những người có tiền thì họ sẽ thuê tàu để ra chính giữa bờ sông như thế này để tắm. Không thể tin vào mắt mình luôn á các bạn, chưa thấy một số lượng người mà đông khủng khiếp đến như vậy. Họ đến đây chỉ để đi tắm trên dòng sông Hằng thôi. Quả thật là một sức ép rất là lớn khi mà có cả hàng triệu người đến đây để tắm trên dòng sông Hằng như vậy. Một con sông đã chịu biết bao nhiêu gánh nặng từ cái số lượng người khủng khiếp. Sông Hằng có chiều dài 2.510 km, bắt nguồn từ dải Himalaya. Nước sông Hằng không đơn giản chỉ là một loại chất lỏng, mà đối với người Hindu nó là nước thánh. Sông Hằng hay Ganga được đặt theo tên của một vị thần, là con gái của thần núi Himalaya. Nếu được trầm mình xuống dòng sông thì mọi tội lỗi sẽ được cuốn theo dòng nước. Sông Hằng được miêu tả như là một sợi dây đàn du dương, điều may mắn, hay là một con bò căng mộng sữa, một sự tinh khiết vĩnh cửu, một thân thể mang đầy cá, là một bằng hữu và là một ân nhân của mọi kiếp sống. Nữ thần Ganga biểu trưng hóa là một người có nước da trắng, đeo vương miện và ngồi trên một con cá sấu. Nữ thần có bốn tay, tay cầm một bông súng và một chiếc bình, một tay thì đang ban phước và tay kia thì trong tư thế tọa thiền. Về với Đức Mẹ Sông Hằng là để được người che chở và thanh tẩy. Dọc hai bên con sông, sắc hoa và đèn cúng trôi bồng bềnh. Những người phụ nữ Ấn trong bộ sa rê truyền thống sặc sỡ nhiều màu sắc tiến hành các nghi thức thờ cúng đơn giản. Tiếng kinh cầu vang vẳng trong không gian. Chỗ thì người ta thả những bông vạn thọ mang màu vàng tâm linh xuống dòng sông. Chỗ thì những nhân viên vệ sinh hớt những bông hoa thảy lên bờ. Mình thấy cũng không sao cả, còn đỡ hơn là ở xứ mình, nơi người thì thả cá phóng sinh, vừa xuống thì đã bị người khác chích điện vô tội vạ chỉ vì miếng cơm. Những người phụ nữ sẽ quấn một mảnh sa rê mỏng rồi trầm mình xuống dòng sông. Những tấm sa rê như thế này thì rất là dễ mau khô, chính vì vậy mà người ta hay phơi nắng. Với số lượng người tập trung đông như vậy thì đây cũng là mảnh đất màu mỡ cho những người ăn xin. Họ tập trung ở đây rất đông để có cơ hội tiếp cận được với những người làm công tác từ thiện. Đây nè, bạn có thể thấy là rất đông người đang bu xung quanh một người đàn ông vì người này đang phát tiền cho họ. Người Việt mình có một câu nói rất là hay mà áp dụng tại đây thì mình thấy hoàn toàn chính xác. Đó là câu đất lành chim đậu. Mảnh đất thiên này không chỉ là nơi tập trung của hàng triệu tín đồ Hindu mà còn là nơi tập kết của hàng triệu con chim mồng biển, nơi mà mỗi chiếc tàu hành hương lại có những người mang theo đồ ăn và thảy xuống cho những con chim trắng tinh khôi. Với mình thì chưa bao giờ mình thấy một số lượng đàn chim tập trung khổng lồ đến như vậy. Một cảnh tượng đã sôi nổi do con người rồi, nay lại càng thêm sôi động bởi tiếng kêu vang trời của bầy chim hoang. Scopra. Đây là loại rắn gì đây các bạn? Chắc là không có độc, bởi vì những đứa nhỏ ở đây thì cầm những con rắn hay là con trăn bự như thế này đi vòng vòng chơi kiếm tiền. Nè cưng, chắc là cho 10 ruby. Say hello đi. Người Ấn không chỉ thờ bò, thờ khỉ, thờ chuột, mà rắn hổ mang cũng là một con vật linh thiêng. Rắn Naga là biểu trưng cho linh vật được bảo vệ tôn giáo, cội nguồn của sự sống và cái chết. Ngoài ra, rắn cũng xuất hiện trong bức tranh của thần Shiva, khi trên người của ngài có một con rắn hổ mang đang quấn quanh cổ. Chính vì vậy, khi người Ấn gặp rắn hổ mang, họ sẽ không chỉ tránh xa, không giết hại, mà thậm chí là còn làm các nghi thức thờ cúng và tôn trọng. Người ta tìm đủ mọi cách để có thể kiếm tiền. Có những đứa trẻ thì đang cải trang thành những vị bà la môn và lấy tro trét lên người. Có những đứa trẻ thì đi kiếm tiền bằng cách tiếp cận với những du khách,
rồi xè tay xin tiền. Tùy bạn thôi, nhưng mà với mình thì mình không cho tiền tụi nhỏ, mà lại cho chúng đồ ăn. Nhìn cũng rất là tội nghiệp đó các bạn. Còn với những người khác thì họ lại sử dụng tài năng và nhà cụ của mình để kiếm tiền qua ngày. Mình không biết đây có phải là một vị đạo sĩ thật hay không, nhưng ông ấy đang kiếm tiền bằng cách là đi chúc phúc cho mọi người. Ông ta sẽ điểm lên trán những người đi hành hương bằng một vệt màu đỏ ở giữa hai con mắt. Sau đó mỗi người sẽ cúng dường cho ông ta. Nãy giờ mình đi á, mệt gần chết à, đi sáng giờ chứ cũng 10 cây số rồi đó các bạn, mà rất là khát nước. Ở đây thì khu vực này mình chỉ thấy người ta bán đồ ăn thôi, và bây giờ mình mới hiểu là tại sao người ta không có bán nước. Bởi vì người hành hương tới đây họ uống nước sông Hằng thôi cũng đủ đã khát rồi, không có cần phải mua nước uống như mình khát nước gần chết đây. Mà đúng là không ai bán nước thiệt đó trời. Những vùng tôn giáo linh thiêng như thế này thì tất cả các tín đồ họ đều ăn thuần chay. Có những món ăn mà rất là kỳ lạ đến nỗi mà mình cũng không dám thử. Hay là những cái món rau trộn như thế này. Đó là một loại đậu gì đấy, cũng giống như giá. Hay là những món gạo rang. Cái hình thức rang như thế này thì khá là giống với hình thức rang gạo miền Tây. Hay là gọi là gạo nổ á các bạn. Sự kiện Khmer La không chỉ là dịp để người dân Ấn đến sông Hằng, mà còn là nơi hội tụ các món ăn ẩm thực của quốc gia này. Riêng mình thì những món này không được hợp khẩu vị cho lắm. Lễ hội cũng có lắm các gian hàng và phòng trưng bày triển lãm, nơi mà người dân có thể thưởng ngoạn và mua sắm. Có ai thấy bức tượng này quen không? À, hình như là mình đã thấy nó ở sân bay Bangkok thì phải. Đó là hai bên thần và quỷ đang kéo thần rắn Naga trong trận chiến sinh tử. Sau đó thì làm rơi những giọt nước thánh xuống trần gian. Người ta cũng hay tổ chức những buổi chay tăng như thế này dành cho các đạo sĩ. Khi đó thì họ sẽ tập trung vào những cái liều để dành cho những buổi ăn chay. Và tất cả mọi người sẽ không dùng muỗng đũa mà tất cả sẽ ăn bốc và ngồi bệt xuống đất như vậy.
Còn ở trên sân khấu là bục dành cho các guru, tức là những vị thầy có chức trách và chức vụ khá là cao. Hay là bạn cũng có thể bắt gặp những cái buổi giảng đạo thuyết pháp như thế này. Đây là cái nơi mà tập trung để ăn tối, ăn trưa và ăn sáng luôn nè các bạn. Thì mọi người sẽ tập trung ở đây. Các bạn thấy ở đây có rất là nhiều người từ quốc tịch khác nhau. Và mình là người trẻ nhất ha. Họ đến từ Canada, đến từ Ý, đến từ Anh, đến từ Mỹ, đến đây để tham dự lễ hội này. Và các bạn thấy một mình đi du lịch như thế này cảm thấy rất là lạc lõng khi mà họ đi du lịch theo nhóm. Tại vì họ cũng lớn tuổi rồi nên đa số là sẽ đi du lịch theo nhóm và đi theo đoàn. Ở đây họ đang chuẩn bị đồ ăn này các bạn. Nhớ là phải ăn chay hết nha. Đây là những người da trắng. Còn bên này là những bạn này đang làm bánh chapati. Có một cái lò nướng. Trời lạnh thì có thể là đây sưởi ấm. Đây là cách họ làm bánh chapati. Ngày nào cũng phải ăn bánh chapati, ăn với ngán loài hồng. Đó, bây giờ mình sẽ đi lấy đồ ăn nha. Mấy bạn coi Ấn Độ toàn là những món ăn chìm nhẹp như vậy nè. Xong cái chấm chapati rồi cái đổ cơm lên. Đây thì một món ăn khác rất là chèm nhẹp, chả biết là cái gì luôn. Trời đất ơi. Đây nữa. Đậu. Và phô mai các bạn, họ nghiền phô mai rồi bỏ vô đậu nè. Đậu Hà Lan. Còn đây là đậu xanh. Họ thích ăn những cái món mà nước nhiều như vậy nè, giống như súp vậy. Okay, means there's a myth that if you take a bath in a river, the whole the sins you have covered in your life, means which we call a pap sin. Sin. Would remove from your head. Yeah. Means you would. You would become Shuddha, that is pure and clean, and means you would have a heaven. You would, after that, you would reach in heaven, not in hell. Yeah. Why should I take a bath at 4 o'clock? How about 6 or 7? Or anytime? Anytime, yeah. You can visit and take a bath. I think sunrise is the best. Sunrise. Sangam also, but if you take Sangam, it's very good. You are very lucky also that you have got a chance to take a bath in Sangam. Thời đấy, dòng sông Thiên theo tên gọi của nữ thần Ganga đã không còn trong truyền thuyết, mà ngàn năm qua, chính dòng sông linh thiêng này đã cưu mang bao bọc, phổ độ và ngấm ngầm trải qua lục địa Ấn Độ và trong tư duy của hàng triệu tín đồ Hindu giáo. Không chỉ đợi đến dịp lễ, mà ngày bình thường người ta vẫn trầm mình xuống dòng sông. Hàng triệu người vẫn uống, vẫn tắm, vẫn thờ cúng và mong được siêu thoát trên dòng sông huyền thoại. Mời các bạn đón xem phần tiếp theo, nơi bạn sẽ sống trong không gian tôn giáo huyền bí của các tu sĩ đến từ dãy núi Hy Mã Lạp Sơn và nghe về cuộc đời bí ẩn nhưng đầy huyền năng của họ. Xin chào và hẹn gặp lại.